Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên Facebook, Gia đình Hữu Thoại chia sẻ về văn thư của Tòa Giám mục lúc này. Giáo phận Kon Tum chính thức lên tiếng ra thông báo vụ việc xúc phạm thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phaolô, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi. Trong thông báo này, đề ngày 27 tháng 3 năm 2023, Tòa Giám mục Kon Tum đã cho biết Đức Giám mục đã gửi một văn thư đến chính quyền tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi để lên án hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến niềm tin của người Công giáo và xúc phạm tính thánh thiêng của thánh lễ. Cùng hiệp thông cầu nguyện, Tòa Giám mục Kon Tum 146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum, Việt Nam. Thông báo về việc xúc phạm thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phaolô, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi. Văn phòng Tòa Giám mục Kon Tum trân trọng thông báo tới quý cha, quý tu sĩ và gia đình giáo phận. Như quý cha và anh chị em đã biết, vào lúc 18h15 ngày 22 tháng 3 năm 2023, khi cha Francisco Xavier Lê Tiên, chánh xứ Đắc Rức, đang dâng thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phaolô thuộc giáo xứ Đắc Rức, một nhóm cán bộ của xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi đã đến yêu cầu cha Tiên dừng thánh lễ với những lời lẽ gắt gỏng và có hành vi xúc phạm đến niềm tin của người Công giáo, xúc phạm đến sự thánh thiêng của thánh lễ, vốn là trung tâm của toàn thể đời sống Kitô giáo, là nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống Kitô hữu chúng ta. Vì thế, việc làm này đã gây bức xúc và làm tổn thương cho anh chị em giáo họ Phaolô, cũng như đối với quý cha và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Kon Tum. Đức cha Aloisio, giám mục giáo phận Kon Tum, cũng đã đến thăm để bày tỏ tình hiệp thông với cha xứ cũng như anh chị em thuộc giáo họ Phaolô xa xôi này. Và sáng hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2023, bằng một văn thư chính thức gửi chính quyền tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi, Tòa Giám mục đã lên án hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến sự thánh thiêng của thánh lễ, đồng thời đưa ra những kiến nghị để chính quyền sớm công nhận nhà nguyện của giáo họ Phaolô và các nhà nguyện khác trong các buôn làng thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum. Xin quý cha và gia đình giáo phận tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ Phaolô nói riêng và giáo phận chúng ta nói chung, để những nguyện vọng chính đáng của anh chị em giáo dân ở những vùng khó khăn sớm được giải quyết, hầu tránh những sự việc đáng tiếc như đã xảy ra tại nhà nguyện giáo họ Phaolô. Kon Tum, ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thay mặt Tòa Giám mục Kon Tum, Linh mục Phêrô Lê Văn Hùng, chánh văn phòng Tòa Giám mục, đã ấn ký. Trước đó, cha Francisco Xavier Lê Tiên, người trong cuộc cho biết, giáo họ Phaolô nằm trên địa bàn xã Đắc Nông, có thánh lễ hàng tuần từ nhiều năm nay, vì chưa có nhà thờ, nhà nguyện nên mượn nhà giáo dân để dâng lễ. Đây cũng là vùng biên giới nên cũng có nhiều khó khăn riêng. Trong lúc đang dâng lễ, cán bộ xã đến yêu cầu ngưng thánh lễ. Ngài xin cán bộ cho phép được dâng xong thánh lễ rồi gặp gỡ trao đổi, nhưng cán bộ không chấp nhận với lời lẽ gắt gỏng, hành vi xúc phạm. Là người Công giáo và ngay cả người ngoài Công giáo, chúng ta đều biết sự thánh thiện và thánh thiêng của việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh lễ. Linh mục với phẩm phục khi cử hành bí tích là hiện thân của Đức Kitô, là suối nguồn ân sủng và bình an mà Thiên Chúa ban cho con người. Theo lời của một người chứng kiến sự việc, sau khi đọc xong lời Chúa thì cha Francisco Xavier Lê Tiên không giảng lễ, ngài im lặng bước sang phần cử hành, phần phụng vụ thánh thể. Sau khi dâng tiếng của lễ thì cán bộ vây quanh phá tan nghi lễ. Một nữ cán bộ tiến thẳng lên bàn thờ và lấy đi cuốn sách lễ Roma. Cha Francisco Xavier Lê Tiên khẳng định là một linh mục, khi cử hành thánh lễ không thể dừng thánh lễ nửa chừng. Ngài mong ước dân xong thánh lễ sẽ làm việc đối thoại với chính quyền, nhưng không được. Một số dân quân được tăng cường thấy tình hình căng thẳng và lo ngại sẽ có cuộc ẩu đả, ngài đành dừng thánh lễ với phép lành và lời chúc bình an.